anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại chuyên mục Review Performance của Kem Store. Nhắc đến những sản phẩm của nhà Nike, chúng ta không thể nào không nhắc đến được những dòng Kyrie đầy sự uyển chuyển. Dòng LeBron thế hệ mới với tất cả những sự tinh túy và dòng KD luôn có một bộ traction và một bộ đệm có hiệu năng trên cả tuyệt vời. Sẽ là một điều thiếu sót nếu chúng mình bỏ quên đi những sản phẩm, những dòng giày freak của một ngôi sao mà người ta luôn ví như là á thần của Hy Lạp. Vậy dòng giày của Giannis Antetokounmpo có những gì nổi trội mà anh em bowler Việt luôn truyền tay nhau rằng đây là một đôi giày có thể cân ở tất cả mọi loại vị trí? Vậy thì anh em hãy cùng mình đi và tìm hiểu xem liệu Freak 4 có những gì nhá. Thật sự với các dòng giày Freak nói chung hay là Freak 4 nói riêng, chúng ta sẽ có rất nhiều phối màu. Và mỗi phối màu lại có độ đẹp riêng, như là All Star, như là Chris Coastline hay là Etched in Stone, hay là những phối màu cầu kỳ hơn như là Letter Bro hay là Action Grape. Nhưng mà đối với bản thân mình thì Vivid Purple luôn là một phối màu ấn tượng nhất. Đây có thể coi là một bộ sưu tập màu sắc rực rỡ ở trên đôi giày này. Với Hyper Pink ở phần mũi giày, Vivid Purple ở giữa đôi giày, Laser Blue tươi sáng của phần lưỡi gà và top gót của đôi giày này tạo sự tương phản với phần lưỡi gà bên dưới. Ở trên lưỡi gà thì ở chiếc giày bên phải chúng ta sẽ có logo đặc trưng của Giannis Antetokounmpo. Và bên trái, đặc biệt hơn, chúng ta sẽ có một họa tiết la bàn cực kỳ ấn tượng. Đây có thể coi là một trong những phối màu phức tạp nhất và cũng là đẹp nhất đối với bản thân mình khi mà đã kết hợp được hài hòa giữa những gam màu nóng và lạnh để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật trên chân người mang. Như thường lệ, chúng ta sẽ đi vào phần đế ngoài của đôi giày này. Thật sự đây là một đế ngoài chưa đặc biệt và xuất sắc. Nhưng mà với việc thiết kế định dạng vân đế mỏng, mật độ vân đế vừa phải và được thiết kế đa hướng khiến cho đôi giày này vẫn có một độ bám sàn khá là tốt. Đây là một đế tuy chưa xuất sắc như là dòng Kyrie hay là KD nhưng mà vẫn có một độ bám sàn tương đối ổn định và an toàn. Nên việc làm những động tác như là bứt tốc, chuyển bóng đảo hướng hay là phanh đột ngột thì khá là dễ dàng trên những mặt sân có độ nhắm cao. Tuy vậy nhưng khi hoạt động đôi giày này trong lần đầu tiên thì vân đế khá là cứng và độ bám sàn sẽ chưa thể ổn định. Nên anh em hãy đánh một vài trận để có thể break in bộ đế ngoài này ra để mang lại một hiệu năng tốt nhất nha. Một điểm cộng là với việc thiết kế mật độ vân đế không quá dày dặn nên khả năng xử lý bụi bẩn ở trên đôi giày vẫn khá là hiệu quả. Nên khi chúng ta hoạt động trên những mặt sân indoor có nhiều bụi mịn hoặc là những mặt sân outdoor có độ nhám cao thì chúng ta sẽ không lo có hiện tượng bị chân trượt nhiệm. 8/10 sẽ số điểm mình cho bộ đế ngoài của đôi giày này. Đây là một bộ đế ngoài đa dụng với khả năng xử lý bụi bẩn tốt đã mang lại một hiệu năng ổn định cho hầu hết tất cả mỗi cầu thủ. Vẫn có khả năng outdoor được nhưng mà em hãy hạn chế mang giày nó ra ngoài sân outdoor và cái quốc nha. Bộ đệm của dòng giày Freak luôn là một điểm nhấn và trên Freak 4 cũng không phải là một điều ngoại lệ. Chúng ta sẽ có hai miếng side by side Zoom Air hoạt động độc lập tạo một độ nảy và khả năng phản hồi lực tuyệt vời. Nhưng anh em sẽ có thể cần nhiều lực hơn để có thể cảm nhận được miếng Zoom Air trên đôi giày này. Nên đây sẽ là một đôi giày dành cho ai có thể hình cao lớn với những bước heavy step hay là euro step chắc chắn. Đi kèm với đó là khả năng gia tốc của trên đôi giày này sẽ nhanh hơn nếu chúng ta có thể tận dụng được hết khả năng của miếng Zoom Air này. Tiếp theo chúng ta sẽ có phần bột Fram và công nghệ Gift Cutout tạo nên một phần đệm êm ái và khả năng giảm chấn thương tuyệt vời. Đây có thể coi là điểm khác biệt giữa Freak 3 và 4. Công nghệ Gift Cutout cắt và tạo các rãnh bên trong bộ đệm vừa để giảm thiểu tối đa trọng lượng của đôi giày này, vừa giúp tạo thêm cảm giác êm ái và khả năng giảm chấn khi mà phần đệm Fram có thêm chỗ giãn nở và co lại mà không đè vào nhau. Bộ đệm cũng được thiết kế làm cong đệm ở hai phần đầu, gót chân và mũi chân nên việc chuyển đổi từ gót chân đến mũi chân cực kỳ mượt mà. Đây là một chi tiết khá là ăn điểm đối với bản thân mình khá nhiều khi mà mình là một người có lối đánh tốc độ. Nên việc chuyển đổi từ gót chân sang mũi chân là một điều cực kỳ cần thiết để có thể làm những động tác như là spin move hay là euro step. Không dừng ở đó, Freak 4 đã loại bỏ đi miếng nhựa xanh ở trên đôi giày này. Có thể các bạn đã quá quen với việc là có thêm miếng nhựa xanh để có thể gia tăng độ xoắn nảy của đôi giày trong từng bước chạy cũng như là ổn định và giữ form dáng của đôi giày này. Nhưng mà đối với bản thân mình thì đây là một điều khá là hợp lý khi mà agility của đôi giày này trong từng bước chạy đã khá là cứng rồi. Và với việc là các bạn phải dùng nhiều lực hơn để có thể cảm nhận được miếng Zoom Air thì thêm miếng nhựa xanh vào chỉ là một rào cản đối với người mang mà thôi. 9/10 sẽ số điểm mình cho bộ đệm của Freak 4. Đây là một bộ đệm có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của người mang. Độ nảy này, khả năng phản hồi lực, êm ái, khả năng giảm chấn và sự ổn định. Vậy nên là em nó có thể hoàn toàn đáp ứng gần như là tất cả mọi yêu cầu của người mang mà không gặp quá nhiều vấn đề. Nhìn qua thôi, chúng ta có thể thấy được ở trên Zoom Freak 4 đã trọng dụng vải mesh trên phần upper. Tuy nhiên thì khi mà bản thân mình đi sâu và tìm hiểu chất liệu vải của đôi giày này thì mình phát hiện ra là có rất nhiều chất liệu vải khác nhau được tồn tại trên Zoom Freak 4. Đầu tiên thì mũi giày của Freak 4 đã được làm hơi gồ ghề với những miếng lưới và chúng ta sẽ có một chút nhựa hay là da mỏng được thêm vào những điểm dễ rách giúp làm tăng được phần nào độ bền của phần upper nhưng mà vẫn giữ được sự thoải mái và ổn định. Phần này thì khá là giống với là lightweight Phylon. Tiếp theo sẽ là phần giữa của đôi giày này sẽ dày hơn phần mũi giày một chút khi mà đã được làm hai lớp. Lớp ngoài tách biệt, lớp trong được nối liền với phần lưỡi gà tạo một mái vòm có thể lockdown tốt mu bàn chân của người mang, đặc biệt là người có mu bàn chân cao như mình.
Chất liệu được sử dụng ở đây là mesh nhưng sẽ có những mắt đan rộng hơn, đem lại khả năng thoát khí vượt trội so với phần mũi của đôi giày này. Cuối cùng sẽ là phần cổ giày và gót giày, thì chúng ta sẽ có một phần vải đan chặt chẽ nhất. Đây cũng là phần được cho là bền nhất trên phần upper, mặc dù không có những miếng đệm mút dày dặn để có thể ôm sát vào mắt cá chân hay là dây Achilles. Nhưng với việc định dạng cổ mít và chất liệu vải dệt chặt chẽ nên khả năng lockdown trên đôi giày này vẫn thật sự là tốt mà không có quá nhiều tình trạng bị tuột gót khi hoạt động trên đôi giày này. 8,5 điểm sẽ là số điểm mình dành cho phần upper cũng như là khả năng support của đôi giày này. Tuy đây không phải là một phần upper cao cấp và đắt tiền, nhưng mà với chất liệu bền bỉ, tính ổn định, khả năng lockdown bàn chân cũng như là khả năng thoát khí của đôi giày này đã quá chiều lòng người mang. Với fit size của đôi giày này thì nếu các bạn là một người có bàn chân bè như mình thì hãy chọn true size nha. Còn nếu anh em là một người có bàn chân thon gọn thì hãy xuống 0,5 size để có thể fit một cách hoàn hảo nhất. Tóm lại, phiên bản Freak 4 là một phiên bản đã được góp nhặt, cải tiến và nâng cấp từ những phiên bản dòng giày cũ để ra được một đôi giày có hiệu năng tuyệt vời. Điểm nhấn ở trên đôi giày này sẽ là phần bộ đệm với miếng zoom air có độ này cực kỳ tốt, nhưng mà vẫn có những công nghệ để tạo ra sự êm ái, thì bản thân mình nghĩ rằng cái giá thành mà chúng ta phải bỏ ra để mua đôi giày này về vẫn thật sự là quá rẻ. Yes sir, vậy clip đến đây đã là hết rồi. Anh em có cảm nghĩ thế nào về Freak 4 thì anh em hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình cùng biết nha. Còn nếu anh em thấy clip lần này hay, xin hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Và đây là Kem, xin hẹn và hẹn gặp lại. Bye bye.